Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, trong hoạt động kinh doanh, tranh chấp là điều không thể tránh khỏi, song không phải tranh chấp nào cũng được giải quyết trong sự thỏa thuận êm đẹp. Nhiều trường hợp các bên đã không thể tự thỏa thuận, phải nhờ đến sự can thiệp của tòa án. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình, các bên sẽ phải nắm rõ thời hiệu khởi kiện đối với hợp đồng thương mại. Vậy thời hiệu khởi kiện là gì và những trường hợp nào được áp dụng và không áp dụng thời hiệu khởi kiện? Những thông tin mà tiến sĩ Hà Công Anh Bảo, Phó trưởng khoa luật Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội phân tích và chia sẻ trong cuộc trao đổi dưới đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Trước tiên xin được cảm ơn ông Hà Công Anh Bảo đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, xin ông cho biết là thời hiệu khởi kiện là gì ạ? Thời hiệu khởi kiện chúng ta hiểu một cách nôm na đó là một cái thời hạn. Chủ thể chúng ta sẽ có quyền để khởi kiện yêu cầu tòa án để giải quyết một cái vụ án để nhằm bảo vệ cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Và nếu mà hết cái thời hạn đó thì chúng ta sẽ mất cái quyền. Do đó chúng ta cần phải biết xác định khi nào nó bắt đầu từ thời điểm nào và nó kết thúc thời điểm nào. Được tính từ ngày người có quyền yêu cầu chúng ta biết hoặc phải biết quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, nó sẽ bắt đầu được tính là thời điểm sẽ bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu. Tuy nhiên cái đó là luật quy định một cách rất là chung cho vấn đề thời hiệu. Nhưng khi gặp mỗi trường hợp thì chúng ta sẽ cần phải xác định xem rằng là trường hợp của chúng ta rơi vào vấn đề nào. Bởi vì cái quy định cụ thể về vấn đề là cái thời hiệu khoảng thời gian bao lâu ấy, thì luật quy định mỗi trường hợp với khác. Thì ngay lập tức lúc đó chúng ta bắt đầu phải có chiến lược để xác định khoảng thời gian theo thời hiệu khởi kiện trong trường hợp này là bao lâu để chúng ta xác định, để đừng bỏ lỡ cái thời gian đó. Nếu mà không có những cái vấn đề khác phát sinh thêm thì chúng ta mất cái quyền khởi kiện. Như vậy chúng ta sẽ thấy rất là đáng tiếc. Vậy trên thực tế cũng đã có nhiều trường hợp dù thời hiệu khởi kiện đã hết nhưng cơ quan giải quyết tranh chấp lại cho bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện. Vậy ông có thể làm rõ thêm vấn đề này được không ạ? Thời hiệu khởi kiện đặt ra đừng để vụ việc nó quá lâu, đúng không ạ, trôi đi. Tuy nhiên thì pháp luật cũng thấy rằng là chúng ta cũng có một cái cần sự bảo vệ đối với bên có quyền và lợi ích hợp pháp. Do đó cũng đặt ra một trường hợp rất là đặc biệt liên quan đến vấn đề rằng là dù hết thời hiệu khởi kiện nhưng có thể bắt đầu lại. Thì cái quy định này nó cũng là được Bộ Luật Hình sự 2015 của chúng ta quy định rõ ở điều 157. Trong đó có quy định một số cái trường hợp tòa án, cơ quan giải quyết tranh chấp người ta sẽ tính bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện. Trường hợp đầu tiên, nếu mà bên có nghĩa vụ đã thừa nhận đúng không ạ, một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện. Trường hợp thứ hai đó là bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện. Và trường hợp nữa đó là bắt đầu lại là khi mà các bên có thể tự hòa giải với nhau. Bên cạnh đó thì chúng ta lưu ý một cái tổng quan cho tất cả về vấn đề thời hiệu khởi kiện. Đó là gì? Đó là tòa án sẽ không tự động xem xét về cái thời hiệu khởi kiện. Chỉ xem xét khi mà các bên người ta đề cập vấn đề này. Còn nếu chúng ta không có đề cập thì tòa sẽ không có nghĩa vụ và cũng không có quyền để xem xét vấn đề đó. Vâng, xin được cảm ơn ông ạ. Quý vị và các bạn thân mến, phần trao đổi của ông Hà Công Anh Bảo cũng đã khép lại chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai.
Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.